Tượng Gỗ Xưởng Nguyên Hồng bên em xin gửi lời chào đến quý anh chị và các bác. Chúc cho quý anh chị và các bác xem video này có một sức khỏe dồi dào, một công việc thuận buồm xuôi gió, an nhiên vui vẻ, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Và trong video này em có gửi đến quý anh chị một tác phẩm, đó là một cụ đạt ma giáo hóa. Vâng, một tác phẩm cụ đạt ma giáo hóa được chế tác trên phôi gỗ là cẩm. Vâng, có chiều cao là 77, ngang là 24, sâu là 36. Và giao lưu tác phẩm này với quý anh chị là 5 triệu đồng quý anh chị nhé. Và em sẽ di chuyển màn hình đến gần tác phẩm để quý anh chị có thể thưởng lãm chi tiết. Vâng, đầu tiên là quý anh chị này, chất vân gỗ này. Vâng, những dòng gỗ cẩm thì chúng ta phải chơi nhìn vào vân gỗ đúng không ạ? Vâng, những cái đường vân gỗ này rất là nổi và rất là nét quý anh chị nhé. Từ trên xuống dưới toàn bộ tác phẩm quý anh chị ơi, toàn bộ tác phẩm đây là những cái đường vân gỗ này. Vâng, vân gỗ này. Dòng gỗ cẩm thì chúng ta chơi vân gỗ rất là nổi rồi, rất là đẹp đúng không ạ? Vân gỗ cẩm này quá là tuyệt vời luôn. Và thần thái của cụ đạt ma này, thần thái của cụ đạt ma thì được nghệ nhân bên em tỉa toát kỹ lưỡng những bộ râu này, bộ râu xồm xòa, rồi là đôi chân mày, rồi là đôi mắt này, sống mũi này. Đôi mắt thì là trận to, nhìn vào hư vô, nhìn vào một cái điều gì đó xa xăm, rất là khá là dữ dằn quý anh chị nhé. Và trên vai cụ vác một cái cây trượng và có mang một chiếc giày. Vâng, mang một chiếc vạt giày ở trên vai này. Vâng, chứng tỏ là cho một cái cuộc sống là an nhiên, một cuộc sống là không màng một cái thế sự gì, tất cả thì là chỉ là về cái cõi hư vô đúng không ạ? Vâng, quý anh chị có thể chiêm ngưỡng lại tác phẩm này cho em trai này. Vân gỗ nhìn từ xa rất là nổi quý anh chị nhé. Vâng, và đôi giày trên vai cụ là biểu tượng của sự giác ngộ. Vâng, quá là tuyệt vời. Rồi là những cái sâu tràng hạt này được nghệ nhân bên em tỉa toát khéo léo, rất là đều nhau quý anh chị nhé. Và độ kênh bong này, em có thể đưa tay vào tác phẩm để cho quý anh chị có thể thấy này. Độ kênh bong này quá là tuyệt vời. Vâng, và thần thái nét mặt của cụ thì rất là dữ dằn. Và càng dữ dằn bao nhiêu thì là trấn trạch trừ tà cho gia đình nhà mình càng tốt bấy nhiêu. Rồi những đường tà áo, lếp áo của cụ này, tà áo này, vâng, rất là mềm mại, thướt tha đúng không ạ? Rất là mềm mại, từng cái vạt áo, từng cái tà áo này. Rồi là vân gỗ rất là nổi, một tác phẩm cực kỳ là siêu phẩm và đẹp luôn quý anh chị ơi. Rồi là tỉa toát từng cái kẽ tay, vâng, từng cái kẽ tay này. Rồi là kẽ chân, vâng, rất là lắn nót và chi nhá. Dưới là những cái thẳng đá với những đường vân gỗ này, quá tuyệt vời cho tạo phẩm này luôn. Vâng, vân gỗ đằng sau đây ạ. Một phôi gỗ rất là già quý anh chị nhé. Vân gỗ nổi lên rất là sắc nét quý anh chị ơi. Những đường tà áo đằng sau cũng thướt tha. Vâng, rất là thướt tha và mềm mại quý anh chị. Nhìn toàn bộ tác phẩm quý anh chị ở thấy là quá là tuyệt vời cho tác phẩm cụ đạt ma giáo hóa này phải không ạ? Và tác phẩm này có chiều cao là 77, ngang là 24, sâu là 36. Em dài giao lưu với quý anh chị là 5 triệu đồng tác phẩm này. Vâng, chơi những cái dòng gỗ cẩm thì chúng ta hay chơi những cái vân gỗ là nhiều đúng không ạ? Vâng, gỗ cẩm thì đẹp và vân là nhiều, vân rất là nổi và rất là sắc nét toàn bộ tác phẩm này. Từ trên xuống dưới, vâng, từ trên xuống dưới nổi toàn bộ tác phẩm này. Vân gỗ rất là đẹp quý anh chị nhá. Vâng, cả trước cả sau ở trên dưới toàn bộ tác phẩm những đường vân gỗ nổi lên, quá là tuyệt vời tác phẩm này. Vâng, ánh mắt thì là nhìn vào hư vô này, nhìn vào xa xăm. Để bộ râu thì là rất là xồm xòa, được nghệ nhân bên em tỉa toát từng chi tiết một. Em có thể quay gần đây cho quý anh chị có thể thấy này. Bộ râu mái tóc này, vâng, chi tiết giống như ở ngoài đời đây ạ. Giống như ở ngoài đời mà các nghệ nhân đã tả thời ngày xưa nhé quý anh chị nhé. Vâng, và tác phẩm này giao lưu với quý anh chị là 5 triệu đồng. Và em giai sẽ bao vận cho quý anh chị toàn quốc. Và tác phẩm có chiều cao là 77, ngang là 24, sâu là 36 quý anh chị nhé. Vâng, và em cảm ơn quý anh chị đã đồng hành cùng em giai trong video lần này. Xưởng Tượng Gỗ Nguyên Hồng bên em nằm trên quốc lộ 38 thuộc làng nghề nổi tiếng Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giang, Hải Dương. Số like quen thuộc bên em là 0987336318. Kính chúc quý anh chị xem video này có một sức khỏe dồi dào. Và em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị trong những cái video và những live stream tiếp theo quý anh chị nhé.